Vâng, nhà ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay đây 16 hôm nay là 16 ngày này các bác này. Thì em coi lại các cái tổ ong coi. Đây, coi vài cái tổ ngoài đầu đấy luôn. Thì phải mà coi em có mặt chưa để biết đường để quay mặt các bác. Thì coi vài ba tổ ở đây thôi. Thì nếu như mà không biết nắp thì em sẽ quay các bác. Mai quay hoặc là buổi kia em quay. Thì coi như thế nào, tại vì nay là mưa chưa đón cái thời gian vừa rồi em vừa mới mấy ngày. Đấy, ong hình như thế này này các bác này, úi trời, nhưng mà lắm nhán lắm các bác. Lắm con nhán con lắm, nhắm nhán con vậy là nó sẽ ăn các bác. Mới biết mà cua thôi các bác ạ. Coi rồi đảo luôn cái cầu ngoài thì bao giờ nó kém hơn các bác. Cái cầu ngoài thì bao giờ nó kém hơn so với cầu trong các bác nhé. Cái cầu trong là vít rồi nhé. Cầu trong vít nhưng mà đợt này thấy là nó không cơi cái bầu mặt ra mấy các bác ạ. Các bác, cái này là vít trắng này này các bác. Cái này là quay được rồi này. Em đã bị chắc là kia em quay. Kia em quay thì này là đây các bác. Các bạn đi ra ngoài đây chơi chứ nhá. Đấy. Đi hết thì nha các bác nhá. Thì như những cái tổ này thì buổi kia là em quay thôi. 5 giờ là kiếm rồi, tắt quạt ra đây mà chơi đó, đừng có bật quạt nữa. Vít nắp rồi. Có phải ăn không? À? Không, hắn vít nắp rồi, vít nắp bật rồi. Vít nắp là mấy bữa nữa quay thôi mà. Ong về chiều đây nó cũng hơi hổn một tí đó. Nhưng mà hơi lắm lắm con nhãn con các bác. Đây, đi ra luôn cái tổ đây các bác. Em ra luôn cái tổ bên đây luôn. Có nghĩa là coi hai tổ đây xong là coi tổ giữa nữa. Coi nó như thế nào thì đầy đủ hết. Mình biết ứng chừng được thì thời gian thì mình biết thì để mình quay quá. Cái này là có mặt rồi nhé toát nhé. Đây, hồng nó nóng nó lên trên nắp này toát. Vâng, cháu coi ơi, có mặt chưa để quay. Ngày xưa quá nó làm lưới mèo này các bác. Xưa quá là nó làm lưới mèo. Nhưng mà vít nắp gì nha các bác nhé. Vít nắp là như cái tổ này là vít. Đây nó làm lưới mèo này các bác. Các bác thấy làm lưới mèo này. Rồi cái này 3 ngày nữa à, đến 18 em quay các bác. Này hổn này các bác này. Này là hổn lắm rồi. Này các bác, nắp này. Rồi nó hổn rồi các bác. Em không mang khói. Không mang khói nên là nó hổn này là em thôi. Gà chục khác rồi các bác.
Bây giờ đi ra cái tổ ngoài cùng kìa các bác, cho nó đỡ đỡ hỗn các bác. Đây, cái tổ ngoài cùng này các bác. Đấy, đây em đặt có hai tổ ở đây. Hai tổ ở đây thì coi hai tổ ở đây rồi như thế nào nè. Thì nó cũng sẽ đồng đều nhé các bác. Còn đây các bác này, đây là rừng tự nhiên nhé, 100% rừng tự nhiên này các bác này. Đấy các bác thấy, đấy, hoa nở trắng xóa, các bác nhìn thấy nó hơi chói mặt trời thôi. Nhưng mà đây, rừng tự nhiên này các bác. Đấy, toàn bộ là rừng tự nhiên nhé, rừng tự nhiên 100%. Bây giờ lại coi cái tổ này. Cơ bản bây giờ vào lúc 4:30 rồi là ong nó Đây, cái tổ này cũng cái cầu ngoài thì cũng ít mặt cu một chút thì nha các bác nhé. Đấy, thì cái này nó cũng là đến mai là nó ít thì mình đưa nó vào trong các bác, vào trong cái cầu này thì cái cầu này đã vít thì này các bác này, vít trắng thì nhá, như cầu này đã vít trắng. Đây làm thì cơ bản là về chiều nên là nó hơi ổn, nên là em làm nhẹ nhàng hơn một chút. Có mặt rồi không ạ? Nhưng mà vòng mặt không được to lắm đâu. Mặt chắc là đợi vòng sau thì nó mới to được. Vòng này cơ bản là mặt nó ngoài tự nhiên cũng nhiều. Và nắp hết rồi. Căng bầu mặt đây được giữ được có mỗi 10 phân. 10 phân chính là bầu mặt nó phải lên 15 phân thì mới ok. Vâng, bầu mặt này từ 7 đến 10 phân. Đây đây là cái cầu mới này các bác. Cầu mới thì anh chỉ được có mỗi 4 phân này các bác, 3 4 phân. Ông nó đắp đủ chứa này nè các bác. Đấy, đắp đủ chứa này nhé. Có nghĩa là hắn đắp đủ chứa này là hắn sẽ có như cỏ chia đàn này các bác. Thì em quay rồi nên là giờ em coi tổ ở dưới đây nữa, ở dưới gốc đây ngay nữa coi coi, tại vì mình phải coi giữa với bốn góc xung quanh nó như thế nào thì mình biết được các bác, chứ không mình không biết. Như cái tổ này rất là bình thường thì không biết nó đã vít chưa. Đây, cái tổ đây coi luôn cái tổ trong này, cái tổ này có ba cầu này. Đúng rồi, từ nãy giờ coi cái tổ nhiều cầu, nhiều cầu tủ ba cầu như thế này. Phát triển tốt không? Đấy, tủ này gọi là tủ này nếu như mà xong đợt này lao vào cái tủ như tủ này là nó xây, nhưng mà
mặt cũng đã vít hết rồi này các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Mặt cũng đã vít hết rồi nhưng mà cái vòng mặt nó quá kém, vòng mặt được có mỗi khoảng 4 phân rồi các bác. Đấy, các bác thấy được khoảng 4 phân cái vòng mặt thôi. Như cái tổ này là phải lao ở lao là vòng mặt 4 phân rồi các bác thấy. Quá kém. Cầu trong cùng, cầu trong cùng ít mặt hơn nữa, cầu trong cùng ít mặt hơn. Chỗ này có hiện tượng thô trùng này các bác này. Như chỗ này là có hiện tượng thô trùng này các bác này. Chỗ này có khi là em mai hay là ít chiều em thấy bắt thuốc lại. Như chỗ này là thô trùng này các bác này. Em thấy có hai con nó dẹt dẹt thì em nghĩ là nó thô trùng rồi. Bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các video tiếp theo.